Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các mẫu xe đạp đua Gian TCR SL1, một dòng xe đạp thương hiệu Gian. Đây là bản quốc tế, bản xuất sang thị trường Australia và New Zealand. Thì xe thì là không nhôm và được sử dụng một bộ rúp chuyển động của Shimano Untega, dòng rất là cao cấp của dòng Shimano về xe đua. Không nhôm, tông màu xám trắng rất là đẹp, cực kỳ là thể thao. Khung thì khung sườn thì như các bạn có thể nhìn thấy trên hình còn rất là mới, chỉ có một vài vết sức nhỏ do đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là không thể tránh khỏi, nhưng mà tổng thể xe thì nó còn giữ được cái độ mới đó tương đối là tốt. TCR và cái trọng lượng của xe thì rất là nhẹ đó. Rất là nhẹ luôn, chỉ có khoảng 10 cân, 12 cân thôi. Nếu mà đến lặng thì nó chỉ lặng ở cái đôi vành này thôi các bạn. Còn cái khung này cực kỳ là nhẹ, khung của Gian thì dòng Alux SL này, cái dòng Gian này rất là nhẹ, công nghệ Alux độc quyền của Gian này. Các bác chơi xe lâu năm thì có thể biết được dòng SL nó cũng rất là cao cấp, nhôm siêu nhẹ. Nếu mà sau này các bác mua chiếc xe về mà có điều kiện nâng cấp cặp vành lên, cặp vành carbon thì nó cũng chỉ khoảng dưới chục cân thôi, không thua kém gì một chiếc xe carbon trong tầm giá. Qua có điều kiện nâng cấp vành, nhưng mà đây là vành zin của xe các bác nhé, vành Gian viết in Taiwan này, zin nhé. Nếu mà không, các bác không quan tâm về cái độ nhẹ thì đi cái vành này cũng rất là ngon này, lốp liếc là còn nguyên bản hết. Ở đây thì tem của chiếc xe in đây, nhưng mà giờ hôm nay nó quay nó hơi tối, các bác bè có thể biết được là đây là sản xuất này, made in Taiwan này, Gian là thương hiệu của Đài Loan các bác nhé. Các dành cho các bác chưa biết thì Gian là thương hiệu của Đài Loan. Đây là made in Taiwan này, và được bên này nó có cái tem là xuất sang thị trường Australia và New Zealand này. Đó, nó là bản quốc tế này, nó sẽ có hai cái tem này. Xuất sang thị trường Nhật thì nó lại có một cái tem khác. Đây là xuất sang thị trường châu Âu. Đây là càng carbon luôn các bác nhé, càng xe là càng carbon. Chạy full một group chuyển động của Shimano Untega với 11 tầng lip và 2 tầng đĩa, 22 tốc độ khác nhau. Untega đây, từ đùi đạp trục rỗng này, rồi gạt đĩa này, để sau đôi phanh, tay lắc, full hết một set group của Untega. Dòng rất là cao cấp của dòng Shimano về xe đua này, cận cao cấp, gần như là cao cấp nhất sau mỗi đua dây này. Đây như bi vòng bạc đạn đằng sau có cối lỗ, đằng sau có cối lỗ các bác nhé. Đấy. Trang bị bộ yên của Physics, yên rất là ngon, yên Physics. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để... Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe có size là size S. Size S của các bác đi từ khoảng 1m60, 162 đến 71-72 đi phù hợp. Đi ra 11 tầng lít và 2 tầng đĩa, 22 tốc độ khác nhau.
chuyển động rất mượt mà các bạn nhìn trên hình. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 20.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.